Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Daily AZ. Trong khi ở độ tuổi sắp lên nóc tủ buôn hoa quả thì các cụ già chỉ có biết hưởng thụ nốt quãng đời an nhàn còn lại của mình bên con cháu. Nhưng các cụ bà sau đây thì hoàn toàn ngược lại. Với độ chịu chơi và một số tài năng độc đáo của các cụ khiến chúng ta phải khâm phục. Hôm nay Daily AZ sẽ mời các bạn đến với video 5 cụ bà bá đạo nhất hành tinh. Số 5, cụ bà 78 tuổi, nâng tạ 102 kg. Vào năm 2014, cụ bà Shelley Webb lần đầu tiên được bước chân đến một phòng tập gym ở Club Fitness tại Woods River, Mỹ cùng cô cháu gái của mình. Khi đó, bà Webb bị nhiều chứng bệnh của tuổi già hành hạ, khiến bản thân không thể leo cầu thang hay đứng lên hoặc ngồi xuống một cách thoải mái. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cụ bà 78 tuổi đã có thể làm cả hai công việc nói trên một cách rất dễ dàng. Bởi vì sao? Lý do là việc tập gym của bà diễn ra một cách đều đặn hàng ngày cùng với sự trợ giúp của huấn luyện viên John Wright đã giúp cho bà lấy lại sức khỏe. Thậm chí, khả năng đầy tạo của bà Webb còn khiến cho nhiều anh chàng thanh niên phải xấu hổ. Theo như lời huấn luyện viên của bà cho biết, bà chỉ mất 6 tháng tập luyện để nuốt trọn giáo án của ông. Giờ đây, bà Webb thường xuyên rèn luyện với mức 91 kg, thậm chí 102 kg, và mức kỷ lục của bà là 111,2 kg. Khả năng của bà khiến ai ai cũng phải ấn tượng. Bà ấy đã truyền cảm hứng cho các thành viên ở câu lạc bộ gym này. Thật thú vị nếu như chúng ta được tận mắt chứng kiến điều này, đúng không nào? Tôi không có ý định dừng lại lúc này. Khi tôi bước vào phòng tập gym và luyện tập, tôi luôn luôn cảm thấy tốt hơn nhiều lúc rời đi. Tôi đang cảm thấy rất tuyệt, bà hào hứng chia sẻ. Số 4, cụ bà DZ 82 đánh nhạc quẩy trên ba. Trong khi ở độ tuổi sắp lên nóc tủ buôn hoa quả, các cụ già chỉ còn biết hưởng thụ nốt quãng đời an nhàn còn lại của mình bên con cháu, thì cậu bà Sumiko Iwamuro, người Nhật, lại chọn cho mình con đường trở thành DJ xoay đĩa chuyên nghiệp trong các quán bar. Thật kỳ lạ, âm nhạc của DJ cao tuổi này đã chinh phục được tai nghe khó tính của giới trẻ. Cụ Sumiko năm nay đã bước sang tuổi 82. Ban ngày, cụ vẫn bán há cảo cho tiệm ăn của gia đình. Đây là công việc gắn liền với cụ suốt 60 năm nay. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, phố lên đèn là cụ sẽ lên đồ để trở thành một phù thủy âm nhạc. Nghệ danh DJ Sumirock đã không còn là cái tên xa lạ với các thanh niên tại ba. Trung tâm quận Shinjuku, thành phố Tokyo, Nhật Bản từ nhiều năm nay. Nghề DJ đến với cụ rất tình cờ. Cách đây khoảng 10 năm, sau khi tham dự buổi tiệc sôi động của con trai, cụ quyết định dấn thân vào sự nghiệp âm nhạc điện tử. Chỉ sau 1 năm theo học bài bản, cụ đã trở thành một DJ chuyên nghiệp. Dù tuổi cao, nhưng một khi bước lên bàn mixer, cụ Sumiko vẫn có thể khiến cho bầu không khí trong quán bar cháy lên mọi nút. Thậm chí, các thanh niên cũng không ngớt lời khen ngợi cho DJ cao tuổi. Điều đó dường như đã tiếp thêm động lực cho cụ. Cụ Sumiko cho biết, âm nhạc của cụ là sự kết hợp giữa techno, jazz, một chút âm hưởng Pháp và nhạc cổ điển. DJ ngày bán há cào, đêm đánh nhạc, hy vọng trong tương lai sẽ được đặt chân tới thành phố New York, Mỹ, kinh đô của chốn ăn chơi bậc nhất thế giới để tỏa sáng một lần. Số 3, cụ bà U70, múa cột vô địch thế giới. Với những người già cả, việc vận động cơ thể mỗi ngày là một điều vô cùng quan trọng để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Trong khi hầu hết đều lựa chọn những môn thể dục nhẹ nhàng và ít tốn sức như chơi thể thao hay chạy bộ, thì cụ bà Greta Bontarelli, 67 tuổi, lại nghĩ khác. Bà đã quyết định lựa chọn một bộ môn vô cùng thử thách, múa cột. Theo chia sẻ của cụ bà, cụ đã bắt đầu tập múa cột bắt đầu từ lúc 59 tuổi. Mục đích của cụ bà là đến từ thành phố San Diego, bang California, Mỹ, chỉ đơn giản là để ngăn ngừa tình trạng loãng xương vốn di truyền trong cả dòng họ nhà bà. Được biết, trước đây bà đã từng chơi thể thao và từng có ý định trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chuyện đó đã từ rất lâu về trước. Giờ đây, khi đã ở độ tuổi xế chiều, việc tập luyện trở nên khó khăn hơn, nhiều khi phải sử dụng cơ bắp toàn thân,
Tuy nhiên, điều đó không hề làm cho bà nản chí. Bà cho biết bà muốn mọi người nhận ra rằng tuổi tác không phải là lý do khiến bạn ngừng theo đuổi ước mơ. Bà luôn nghe người ta nói rằng mình quá già, quá nặng và những điều tương tự vậy. Nhưng tất cả chỉ là những lời bào chữa. Vào năm 62 tuổi, bà đã tham gia một cuộc thi đầu tiên tại Los Angeles. Tại đây, bà phải đối đầu với những đối thủ chỉ đáng tuổi. Dù không thành công, nhưng bà vẫn tiếp tục tham gia các cuộc thi khác. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bà tham gia giải thi đấu múa cột khu vực Bắc Mỹ và đạt được giải nhì. Không nản chí, bà tiếp tục tham gia các cuộc thi tiếp theo và đã giành được 5 chức vô địch khác nhau. Giờ đây, bà không chỉ tham gia lưu diễn trên toàn thế giới mà còn trở thành một hình mẫu để mọi người dõi theo. Số 2, cụ bà 60 tuổi gây sốc với màn bắn nỏ xuất thần. Cụ bà Sylvia 60 tuổi làm cả khán đài của America's Got Talent. Có một fan hết hồn khi biểu diễn màn bắn nỏ cực kỳ nguy hiểm. Khởi động bằng màn bắn một lúc 2 mũi tên đã làm khán giả vô cùng thích thú. Tiếp đó là pha bắn một lúc 5 chiếc nỏ vào bia có người ở bên trong cũng làm cả khán đài thót tim không kém. Nhưng những gì tinh hoa nhất từ sự chính xác của Sylvia nằm ở phần trình diễn cuối cùng. Bà bắn 7 chiếc nỏ nối tiếp nhau và mũi tên cuối cùng kết thúc bằng quả táo trên đầu mình. Bài trình diễn này cần đến sự tập luyện kiên trì và độ chính xác cực cao. Nếu có một sơ sẩy nhỏ cũng là mất mạng như chơi. Bài biểu diễn làm cả ban giám khảo và khán đài phải đứng lên với tiếng vỗ tay và lòng thán phục. Mặc dù tuổi đã 60, nhưng những gì cụ bà Sylvia thể hiện cho thấy không một mục tiêu nào là không thể đạt được và không một khó khăn nào là không thể vượt qua nếu như bạn có lòng kiên trì và quyết tâm sắt đá. Số 1, cụ bà sành điệu nhất hành tinh. Dù đã 88 tuổi, nhưng cụ bà Betty Whiskey vẫn vô tư ăn diện quần áo màu sắc như một thanh niên trẻ tuổi. Thời trang thì không phân biệt tuổi tác. Dù đã ngấp nghé ngưỡng tuổi 90, nhưng cụ bà đến từ thành phố Hazard, bang Kentucky, Mỹ vẫn vô cùng trẻ trung và sành điệu. Không chỉ chăm cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất, cụ bà mạnh dạn tô son trang điểm như một cô gái tuổi đôi mươi đích thực. Bá đạo đến từng hạt gạo có lẽ là cụm từ chuẩn nhất để miêu tả về cụ bà 88 tuổi này. Trong khi bạn bè của mình đang lủi thủi ở góc nhà, đan len hay chăm cháu, thì cụ bà vẫn vô tư diện những bộ cánh sặc sỡ cùng loạt khuyên tai to bản, kính mắt màu sắc hay vòng cổ choker cá tính. Nhìn vào gương mặt này, ít ai biết được rằng cụ bà từng phải trải qua cú sốc mất đi người chồng và con trai cách đây nhiều năm. Thế nhưng, thay vì khiến bản thân mình chìm mãi trong đau buồn và tuyệt vọng, cụ lại chọn một cách sống lạc quan. Có lẽ chính thần thái vui tươi đã khiến cho cụ ghi điểm trong mắt biết bao cư dân mạng trên toàn thế giới. Thậm chí, tài khoản Instagram của cụ bà sành điệu này còn thu hút tới 2,1 triệu người theo dõi, một thành tích đáng nể, đúng không các bạn? Trên đây là danh sách 5 cụ bà bá đạo nhất hành tinh. Bạn ấn tượng cụ bà nào nhất? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận ở dưới nhé. Và không quên share video đến cho bạn bè của bạn. Nếu như bạn chưa đăng ký, mời bạn hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất cứ video thú vị nào của chúng tôi nhé. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays.